Phe tài nhân cờ thanh đức ngày nay đã rồi, từ trước đã nghe dùng bồi kinh sám quyền văn thơ đâu dám nói qua, bây giờ lãnh lệnh ngọc tòa cậu về mượn cậu cô qua ra bài cô qua ly ngày nay được điểm mượn khẩu trần năm phím so dây vì xưa nhất nguyện theo thầy hành thiền làm đạo trời tây đất đồng nên chính quyệt cụ lòng khai mở con nhã rồng muôn thở còn đây ở xưa là đức Phật thầy tiếp theo hòa hào nói dây trên truyền còn trên trước phần thiên ô ngộ cảnh thượng lai tái ngộ xuống đây trung ương xây chiến kỳ này là cấp thượng chức trời tây con bà thời của thần đã gan từ trước 75 tiếp nước bước ra bác về làm gì cho nhà quả kia đã trả dây mà từ lâu quả đã hết chung bầu khí huyết nghiệp đã tan người biết tu rồi chỉ còn khổ có bao thôi 3 năm căn nghiệp nhả nhồi từ đây người có tâm theo thầy học đạo cũng nói riêng hòa hảo tinh minh lòng dân khai mở lập trình là do đức trạng của mình tái sanh nên cậu phải nói rành từ khớp ở thanh triều của lớp xa xưa hơn đường trung lập mê đại thừa trung ương sắp lại sớm chưa tỉnh ngừng dịp chết chóc cho người khổ quá nàng gây nhau cũng đã đấu tranh bây giờ cậu một đàn anh đắc rồi trở lại lập thành mượn đấy cậu cô lý theo thầy tú trước cũng là người vì nước giống thân đầu thai trở lại bao lần bây giờ cô có sạc trần ngồi đây còn cậu ở trời tây đất khách đã xa rồi xa cách từ lâu 73 xây chuyện giọng cầu cậu đây về đến để hầu tôn sinh mỗi người biết đệ huynh thân hậu thương cậu đây có đủ mấy điều cậu thương mẹ cậu bao nhiêu thì tâm cậu cũng muốn chịu đớn đau như vụ án vừa trao khởi động làm tất nhiên hệ thống xanh buồn nói cho tất cả hiểu luôn đó là sắp xếp của tuồng lắm qua muốn rửa sạch đó là hết cặn có việc này mới đặng thế y hồi xưa nhân dịp đúng kỳ cậu đây nhắc lại tức thì
lễ lại. Cô chúa phải bằng nay thay đổi áo sim ra rồi hỏi ra sao. Lê lai chịu cảnh máu đào để cho lễ lợi được vào phong khuê. Lập hội nào nhà Lê hệ thống mới cho đời sức sống bình an. Quân minh Lê lợi hoàn toàn chống ngự ngoại quốc để xảy sàng tích ghi. Còn bây giờ thời kỳ lâm hội tẩy ngừ đi để gọi thế nào. Sứ trời xuống thế giường bao hy sinh một thể để vào lòng dân. Họ trần được phong thần hiện thanh, cha mẹ đừng chiếu anh buồn chi. Việt Nam sao có diệu kỳ thì người trong cảnh biết thì thế nào. Lệnh của nước ai nào dám cãi, lệnh của người trái phải cũng khiêm. Nghe rồi hãy biết hiểu thêm để người tỏ hết nỗi niềm thân thương. Vì đức đô chầu dương hoàng thanh về cõi trời được hạnh dung hòa là mã triều sức thế ngự ra quan hưng tái lập kỳ ba phong thần nên người được phong thần cách trở về thượng thiên đâu ngỡ mất đi. Mẹ cha buồn khổ có gì hãy quên tất cả để thì biết thêm. Cầu nguyện giấy ba đêm thành khẩn biết con mình sanh giận về đâu thì cha mẹ hết buồn rầu không còn thủ quán ôm sầu trái ngang. Còn các vị còn đang tại chức tinh thần lo đúng bậc anh hùng nêu cao sĩ tiết hội chung chung quân ái quốc con hùng lạc long. Còn không phải trong dòng nhân quả nghiệp phải dây rồi trả nghe chưa. Nếu ai nghe thấy không vừa, cậu xin chấp lại tay thưa thân chào. Gửi cho hết đồng bào đất khách, nước Việt Nam trong sạch có lòng. Hãy lo cho chuyện con rồng, tổ tiên là giống lạc hồng âu cơ. Mẫu đúng lúc đúng giờ khai triển cho cậu hai mượn điện cô A. Nói rằng gần có tới xa gửi ngự tâm đạo nước nhà Việt Nam. Nay có lúc phải làm nhân thiện hạnh hành luôn phát triển tinh minh. Cho ngự một đại gia đình cho dân nước Việt biết mình thành tiên. Cũng có một lời khuyên chung kết cho người đi không hết buồn lo. Phật tiên thần thánh dặn dò con trần cố gắng để lo hội này. Nước lũ lụt trời Tây thảm thiết, đất Việt Nam cũng thiệt như là nhìn xem dông bão quê nhà, nhìn xem đất khách cũng là thảm thương. Nên cố gắng trên đường tu tập, hội Bình Long sẽ gặp không xa. Thầy về có mẹ lẫn cha, thiên hoàng nhập thế hội ra kỳ này. Tới chừng đó có thầy giáo chủ Di Đà cung hội đủ tứ phương. Cho người hiểu được triều dương để làm bổn phận Phật đường tại gia. Ai không biết nói ra chê trách, thôi cậu đây cũng thật kinh lòng. Thưa rằng mỗi việc là không, vì dân, vì nước, vì lòng mến yêu. Nơi đất khách không nhiều lời khẽ, gửi về thăm già trẻ để huynh. Nhưng đây cũng có chút tình
thượng thiện thông thượng thân dinh một ngày, cậu đắc quả trên đài thiết pháp, dâng lệnh thầy phụ hạp trao tha. Có duyên cô ngọc lý quả là do lệnh mẫu ngọc tòa thượng trao, nên cậu mới trước sau mượn khẩu, chớ cậu còn không mất đâu nghe. Chừng nào hợp sức đây nè, tám kỳ xây chuyện gắn nghe lời này. Tới chừng đó Phật thầy tiên thanh sức Quỳnh Long kêu ánh Vũ Linh, cậu về tự nước Đông Kinh mở ra nguồn pháp thân dinh quê nhà. Tiền của có cũng đã sắp sẵn, hưởng ngự tu mới đậm vinh quang. Chúc cầu giảng sự bình an, đem lòng thanh nhã mẫu hoàng chăm phê. Dầu dịch bệnh có nặng nề hơn nữa, bão giông to sắp sửa hết nhà, nhưng tâm cố gắng niệm tha thì trong luồng bão nhận ra vẫn còn. Nhà họ sập mình còn mới quy, đất lỡ đi nhưng ý sâu rồi. Vì trong lời nói cậu thôi, không nên nói toát ra thời hại thôi, nên hãy biết trao dồi sửa đổi. Đổi một người phải có động tâm, đổi người do lệnh Quán Âm, thay người do đức thượng thân cha trời. Thay việc thế việc đời lo đạo, thay người hiền tôn bảo hạnh y, thôi thì chấm dứt lời thi gửi người tâm đạo qua thì Việt Nam. Người biết chuyện hãy làm cho đúng, ai trở về chập chung gọi phân. Phật thầy và cả thánh thần luôn luôn ủng hộ ngự dân nước ngoài, nên cố gắng dặn dài sương gió. Hãy lấy lòng cái khó thì nên, giữ tâm giữ đức cho bền. Cậu hai thanh sĩ có tên danh đề, chừng nào hết dịch phong phê, lòng qua tay lập thầy về cậu ra. Hồ thơm một giây Sơn Hà Chí Minh, cố gắng nước nhà an khang. Nguyễn Trần xây dựng sông Tàn, Lê Trương Phạm có rõ ràng không xa. Lê Lợi Tai Kỳ Ba cũng thế, Võ Hoàng ra Đông Thể mới màu. Kiến lần tất cả Âu Châu, Việt Nam dân chủ bộ đầu tinh thông. Thôi thì nói tận đáy lòng, cho người tâm đạo con rồng cháo tiên. Thanh bần lạc đạo là yên, nếu còn gây gỗ là phiền thì thôi. Viết trên trời Phật định rồi, chúng ta nhắc nhở trao dồi cho mau. Đạo không phân thấp hoặc cao, đạo là tâm đức điều vào trí minh. Thân sĩ biết có tình nhân hậu, hãy coi theo con dấu mà hành. Cậu đi để lại cho sanh, biết rồi phải nhớ tâm lành đàn em. Thích không thì phải coi xem, đừng đem những chuyện cũ mềm nói ra. Lời phỉ báng sâu xa buồn thảm, làm cho người ngoại cảm kinh kỳ. Giáo khoa thân để nhật kỳ, những bài luận ngữ cậu đi gửi về. Quyến Đông Kinh tư bề nhắc nhở, đạo của thầy rạng gỡ sâu màu. Những gì cụ để từng câu, xem soi sẽ biết nhiệm màu sẽ phân. Đến đây chấm dứt khẩu trần, tạm dừng thơ pháp, đợi lần gặp sau. Nam mô Hương Dân Cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bố Sơn Kỳ Hương Phật.